Dự tính ra mắt vaccine COVID-19 tự chế của Việt Nam trong tháng này đã trở nên mong manh sau khi Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia Việt Nam tuyên bố chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ của vaccine NanoCovax. Sau cuộc họp khẩn cấp đánh giá kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ứng viên vaccine NanoCovax với kết quả nghiên cứu tính đến ngày 2 tháng 9, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia kết luận NanoCovax đạt yêu cầu về tính an toàn trong ngắn hạn, có tính sinh miễn dịch, nhưng vẫn chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ của ứng viên vaccine Nanocovax dựa trên số trường hợp mắc COVID-19 trong nghiên cứu. Hiệu quả bảo vệ là kết quả quan trọng nhất về chất lượng của một loại vaccine. Cần tiếp tục thực hiện đánh giá về hiệu lực bảo vệ theo đề cương được phê duyệt, trang thông tin của Bộ Y tế dẫn kết luận của Hội đồng Đạo đức nói. Kể từ khi làn sóng dịch thứ tư bùng phát, chính phủ Việt Nam đã đẩy mạnh tiến trình phát triển và đưa vaccine tự chế ra thị trường, để bù lấp khoảng thiếu hụt vaccine COVID-19 do tình trạng khan hiếm trên toàn cầu. Trong số các ứng viên vaccine COVID-19 do Việt Nam phát triển, Nanocovax là ứng viên có tiềm năng được cấp phép sớm nhất. Vaccine này do công ty Nanogen nghiên cứu, phát triển và phối hợp với Học viện Quân y và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thử nghiệm. Bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 1 vào tháng 12 năm 2020, Nanocovax hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm thứ 3. Hiện nhóm nghiên cứu đã hoàn thành hai liều tiêm cho 13.000 người thử nghiệm giai đoạn này và đang trong quá trình theo dõi đánh giá vaccine để nộp báo cáo cho Bộ Y tế. Trước đó, công ty Nanogen tuyên bố nếu vaccine được cấp phép sử dụng, họ có khả năng sản xuất khoảng 100 triệu liều mỗi năm tại các cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh.